Ok, xin chào mừng quý vị các bạn. Hiện tại thì mình đang ở ngay chỗ cái khu vực của cái hẻm đường Ngô Thị Thu Minh nha các bạn. Đi vào đây một xíu là tới chợ Phạm Văn Hai ở Tân Bình nha mọi người. Bữa nay là sáng sớm mà. Mới sáng chủ nhật, mới 6 giờ mấy, 7 giờ các bạn. Mà người ta xếp hàng mua xôi, mọi người thấy đông ghê không? Đông luôn, nhưng mà có hai chỗ nha. Chỗ đây một cái này, bên kia cũng có cái này mọi người. Quá trời đông luôn, sắp hàng. Đây là xôi lá sen, theo cái phong cách là xôi của người Bắc ra mọi người. Như xôi đậu đen, đậu đỏ rồi các thứ. Vào để quay cảnh cho mọi người xem. Khu vực này là chợ cho nên là khá là đông. Trời hôm nay là ở Sài Gòn là se lạnh nè. Có mưa phùn nữa, mưa nhỏ nhỏ thôi, không có lớn lắm. Đông lắm, ở đây quay lại cho mọi người xem. Không là phải 30 người, 40 người. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, bắp đậu xanh. Có hàng xôi nè mà cũng khiếp vậy hả? Đông quá trời luôn. Hết vậy đâu hàng. Đông quá trời luôn, bên kia cũng có một quả xôi. Cái khu vực chợ Phạm Văn Hai này là rất là sầm uất nha bạn. Người qua lại rất là đông. Tại vì hôm nay bây giờ là sáng sớm nữa, sáng chủ nhật nên đông lắm các bạn. Nhưng mà phía bên này đông hơn nè, phía bên này là của ba cha con của cái chú người Hà Nội các bạn. Cái xôi này là xôi cái phong cách nhà có xôi vò á mọi người, cũng khá là rẻ, mười mấy ngàn, nhưng mà chú bỏ ở trong cái gọi là cái lá sen á mọi người. Lá sen thì nó thay thế cho cái bọc ni lông hay là cái bọc bột xốp các bạn. Nhìn rất là sạch sẽ và cái thân thiện á mọi người. Rồi phía bên này thì lâu rồi cũng có nhiều bạn chia sẻ rồi mà đông quá, bây giờ lại trời mưa nữa mọi người. Trời mưa lâm buổi sáng á các bạn. Sáng sớm chỗ này thì bán, mình thấy là nãy mình tới khoảng 6 giờ mấy là đã bán rồi. Rất là đông. Đường này là đường Ngô Thị Thu Minh, đi ra vào xíu là các bạn đây ra đường Phạm Văn Hai này. Chỗ đây là khu vực của chợ Phạm Văn Hai luôn á các bạn. Ok, không thôi cái cảnh quay được, mình đã quay chia sẻ cho các bạn nha. Đông quá. Em ơi, em quay cho xôi, em quay cho vào là em nhé. Ở đây có cái quay nữa kìa. Heo quay với chả là giá ngang nhau hả? Dạ 30. Nếu mà heo quay có quay, heo quay với chả là 30. Dạ, 20. Tùy mình hết hả? Đó là đủ heo à. Muốn ăn heo quay, heo quay chả là chả. Xôi này thì phù hợp hết tất cả mọi người mà. Trẻ các bạn trẻ cũng có này. Mấy cô chú lớn tuổi cũng có này. Kiểu xôi này nó cũng rất là dễ ăn các bạn. Cũng tốt cho bao tử nữa mọi người. Mọi người hấp dẫn không? Xinh xinh luôn à. Đấy. Người đang xôi là hot luôn á. Quá hot là đường Ngô Thị Thu Minh. Ở Tân Bình nha các bạn. Hẻm này là hẻm số 35 mọi người đó. 35 Ngô Thị Thu Minh, đó là địa chỉ. Ốc Văn các bạn. Đây.
mấy giờ bán? 6 giờ. 6 giờ đã ra rồi hả? Chả này là chả mình làm ở nhà luôn ha. Cái này là chả này chỉ đặt à. Riêng để bán xuống. À. Rất là ngon. 3 chỗ bán nha bạn. Phía bên kia đông, đông ghê chưa vô được. Cho nên mua đây. À, mọi người quá trời. Là khá là rẻ. Bên đây cũng có một xe này. À, bên đây cũng không có bán tại chỗ kiểu như đỡ nồi nóng hỏi các bạn. Cô Hà à, chính gốc hả? Cái này hình như mới bán này không chị? Mới bán hả? Không cần biết đây thì bán lâu rồi, nhưng mà chỗ khác người ta ăn người ta không hợp với khẩu vị à. Quá trời lấy sen luôn kìa. Xéo là nhiều người ăn nhất ha. Đấy. Sài Gòn nó xe lạnh à. Cái này bán sao? Bán nước bán riêng chả không? Bán sao? Bán 150 một ký. 150 một ký. Một cháu một cốc hai ngàn thôi. Em cửa 2 chị Hà nha các bạn. Phía bên kia là của chú gì mình không biết đó. Gia đình của chú đó. Mà dọc chỗ này là dọc ngay chỗ cái khu vực hẻm 35 này tới 3 chỗ bán như thế này. Rất gọn gàng luôn. Đó là sự cốm đó mọi người. Bán chả không em? Hôm nay tranh thủ đi sớm các bạn, quay chia sẻ cho mọi người. Quá trời luôn. Bên này thì cái không gian nó rộng hơn nè mọi người. Không gian chỗ này rộng hơn các bạn. Mọi người chỗ này thì mọi người thấy cô có làm
tiếng đèn, tiếng còi tinh nổi luôn. Mưa bắt đầu lớn lại các bạn. Quá nhiều luôn. Xôi đó là ăn buổi sáng là no cành bọng luôn các bạn. Hai chồng 25 30 tùy mọi người muốn ăn chả hay là ăn quay vậy. Bánh đi. Anh bánh đi kìa. Bánh đi cái đi. Em muốn có tiền mua xôi à? Rồi bạn. Dừa. Lấy xôi thì lại. Quá hot. Hot đúng nghĩa luôn. Trời xe lạnh mà ở này hot. À, mấy bạn cũng quay TikTok á. Rồi. Còn à? Còn chả ơi. Còn chả đây hay không? Bóc ngọt mà chị thì bóc ngọt à? Bóc ngọt. Cái này. Nếu chả bóc ngọt. Cái này được bóc ngọt. Cái bóc ngọt. Ờ. Chị đỡ ở dưới bạn. Chị ở dưới nóng. Đây. Trước này mọi người. Cô Hà nha, xô lái xe nha các bạn. Có số điện thoại luôn nè. Nhật đẹp theo yêu cầu. Ê, phía bên kia cũng có một cái xôi. Nói chung là ở chỗ xuống này là 3 cái xôi các bạn. 3 xôi luôn. Rộng rãi nhất. Các bạn có cảm giác mưa lạnh không? Mưa lạnh. Rồi. Mưa. Đó. Tới hai tiệm bạn, chỗ này vậy vô bán không được. Để qua kia quay cho mọi người xem. Đông quá. À. Chỗ này chợ mà, không có gì đâu. Bán cho em hai cái xôi đậu đen với xôi này. À. Không, một cái xôi này. Wow, bóc khói gì gốc luôn. À. Bên này thì ít hơn nên là quay được các bạn, quay chia sẻ cho mọi người.
có một xôi này như này chả đây. Ồ nhiều quá ha. Cái đây chả hả con? Em qua đấy chị á. Em 2 tiếng một số. 2 tiếng một số. Nó có một hành vi nha. Ở đây có khách nữa. Có Hà Nội. Có vòng hả? Quay chơi, quay chơi. Quay bên đây không có đông rồi. Quay qua bên kia. Ngày đông lắm các bạn. Bây giờ mới có 7 giờ hơn rồi, cái đường qua từ bên này. Đông. Từ này gần chợ mà các bạn. Bao nhiêu gói chị? Bao nhiêu gói? 2 gói, một gói này nè, em có mấy gói này. Tôi nói xuyên Hà Nội. 12k, 15k. Thôi được. Thôi được. Bắt trẻ đâu. Con của em 55 ngàn em ơi. 55 ngàn có tiền không? Muốn ăn hành phi không? Cho tí hành phi cho thơm. Của em 2 phần, một cái đậu đen đó. Với xôi đậu phộng á chị, 2 cái. Dạ. Hôm nay lỗ thì 20 coi, một có 20. À bên kia còn một cái xôi nữa kìa, 3 2. Cái này là đậu đen anh ăn cái gì nhỉ? Ăn muối mè hay ăn đường nhỉ? Muối mè, muối mè. Cho em một xôi xíu, một xôi khô, không nước dừa. Em ăn gì em ơi, nói gì chị làm em ơi. Quả anh đậu đen với đậu phộng luôn hả? Hả? Cái này là xôi gì? Xôi cốm. Cốm hả? Của Hà Nội không? Hà Nội. Chị bỏ đó cho mẹ mày. Lấy đợi, đợi. Cố lại tiền với em thôi. Ôi. Chị bỏ ra đi. Em ăn gì em? Một xôi xéo, một xôi khô, không nước cốt dừa. Đây này chị này, thế này. Quên hai bắp. Bao nhiêu thì cô? Quán chả hay. Dạ có. Của em kia 3.000 hả? Một xéo, một cố, không nước cốt dừa. Ủa của em không có xôi hả? Không có chả hả? Là bao nhiêu thì cô? Còn xe hút bấm ra 35.000 em ạ. Của em 2 bắp thì có. Nè, có cái thúng này. Mùi tết không? Đây là sữa gốc. 3 luôn. Đây là con đường xôi rồi. Xôi bắp với ba xôi mặn.
sen nó nhiều cỡ đấy quý vị. Phía bên kia kìa. Heo quay là bao nhiêu một cái? Heo quay là bao nhiêu? Số heo quay là bao nhiêu? Là 25 gram thôi. Quán trả em ơi. Chả em quán trả không? Có trả ơi. Má không kịp đấy. Bên đây không có đông hơn mọi người, không xếp hàng này. Đây. Đây cho các bạn xem này. Đó. Tôi coi con đường Ngô Thị Thu bên này là cũng có rất là nhiều cái chỗ bán ẩm thực đó, có cái chỗ bán heo quay của Mr. Nhoi luôn các bạn. Đó. Nhưng mà phía bên này không đông hơn, kêu vô nó bị hơi tối các bạn, trong đấy nó kiểu như trời hôm nay mưa phùn đó các bạn. Với lại xe lạnh lắm, ta đứng đông lắm. Phía bên này thì cô làm rất là nhanh, hai cô à. Bên kia là có cái chú, gia đình của chú. Đây là ba gian hàng là của ba chủ khác nhau rồi quý vị. Em ơi, cô này là thêm mấy bạn chia sẻ là ra sau nhưng mà bên kia là ra trước này. Cốm lòng vòng Hà Nội. Tôi ra Hà Nội phải ăn cốm lòng vòng. Bây giờ vô cốm tươi. Cốm tươi hả? Cốm tươi. Dạ. Chị làm cốm dẹp. Cốm dẹp à? Đây chị đang xách cho con Hà Nội làm cốm dẹp. Dạ. Heo quay ăn chả các bạn. Đây, nhìn quá là hấp dẫn luôn quý vị. 5 nồi các bạn. 1 2 3 4